Trong các triều đại lịch sử, luôn có những trung thần nghĩa sĩ ôm giữ tín niệm kiên định, thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Câu nói này ý chỉ một người, khi đối mặt với sự uy hiếp, dưỡng dụ của lợi ích, họ thà chết chứ không chịu đầu hàng khuất phục. Đây phải là những kẻ sĩ bậc quân tử mới có thể làm được. Quân tử thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Thà làm ngọc nát không làm ngói lành là câu thành ngữ xuất xứ từ Bắc Tề Thư Nguyên Cảnh An truyện. Chuyện rằng năm 550, đại tướng quân của Đông Ngụy là Cao Dương bức ép Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế thoái vị, thành lập ra vương triều Bắc Tề, sau đó còn giết chết Hiếu Tĩnh Đế cùng ba người con của ông. Nhiều năm sau, thiên tượng bỗng xuất hiện nhật thực. Cao Dương lo lắng ngôi vị hoàng đế của mình khó giữ, liền hỏi một cận thần thân tín. Xưa kia Vương Mãn đã đoạt được thiên hạ của Lưu gia, vì sao về sau lại bị Lưu Tú đoạt lại? Cận thần thân tín trả lời: Bệ hạ, điều này có trách thì phải trách bản thân Vương Mãn. Chính vì ông ta đã không chém tận, giết tuyệt gia tộc họ Lưu. Cao Dương vì lo lắng ngôi vị nên bắt đầu tàn sát vương tộc cũ. Ông ta tiến hành thanh trừ đại quy mô họ Nguyên, quý tộc của Đông Ngụy, giết hết 25 gia đình họ Nguyên thuộc hoàng tộc, với tổng số lên đến hơn 700 người, ngay cả trẻ con cũng không tha. Trước tình thế ấy, viên huyện lệnh Định Tương bấy giờ là Nguyên Cảnh An vô cùng sợ hãi, muốn xin Cao Dương được bỏ họ Nguyên, đổi sang họ Cao để khỏi bị chết. Nhưng anh họ của Nguyên Cảnh An là Nguyên Cảnh Hạo kiên quyết phản đối, nghiêm khắc nói rằng: Làm sao có thể bỏ tổ tiên mà đổi sang họ khác để giữ mạng sống được? Đại trưởng phu thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, ta thà chết cũng không đổi họ. Nguyên Cảnh Hạo vì nhất quyết không đổi họ nên cuối cùng bị Cao Dương giết, còn Nguyên Cảnh An vì được ban cho họ Cao mà thoát chết. Về sau, người ta lấy câu thà làm ngọc nát không làm ngói lành để ví với khí tiết của người quân tử, vì chính nghĩa mà hiến thân chứ không chịu vì chút lợi nhỏ mà sống hèn mọn tạm bợ. Trong lịch sử cũng có không ít những bậc quân tử thà làm ngọc nát không làm ngói lành, để lại những câu chuyện lịch sử hào hùng khiến đời sau không thể không khâm phục. Điền Hoành thà chết không hàng. Trong sử ký chép rằng Điền Hoành là con cháu của Tề Quốc. Sau khi Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa kháng Tần, hào kiệt bốn phương đều hưởng ứng, cả nhà Điền Hoành cũng tham gia. Sau khi Hán Cao Tổ tiêu diệt quần hùng, thống nhất thiên hạ, Điền Hoành không vì sự diệt vong của nước Tề mà quỳ gối, dẫn 500 tráng sĩ cố thủ trên hòn đảo ở Sơn Đông. Hán Cao Tổ nghe nói Điền Hoành rất được lòng người, lo lắng ông sẽ làm mầm mống tai họa sau này, vì thế hạ chiếu: Nếu Điền Hoành đến đầu hàng thì sẽ được phong vương hoặc phong hầu, nếu không đến thì sẽ phái quân binh đến tiêu diệt hết toàn bộ số người cố thủ trên đảo. Điền Hoành vì bảo toàn tính mạng cho 500 tráng sĩ, dẫn hai thuộc hạ đến kinh thành gặp Hán Cao Tổ. Nhưng khi Điền Hoành tới nơi, cách kinh thành khoảng 30 dặm thì liền tự vẫn chết. Đồng thời ông để lại di chúc, nhắn hai thuộc hạ lấy đầu của mình đến gặp Hán Cao Tổ nói rằng bản thân ông không thể khuất phục đầu hàng. Sau khi Lưu Bang nhìn thấy đầu của Điền Hoành liền chảy nước mắt nói: Điền Hoành là dân thường khởi binh, ba anh em lần lượt là vương, đều là người tài đức cả. Lưu Bang lập tức phái 2.000 binh sĩ dùng nghi thức của chư hầu để an táng Điền Hoành, đồng thời phong cho hai thuộc hạ của Điền Hoành làm chức đô úy. Không ngờ sau khi an táng Điền Hoành xong, hai thuộc hạ của Điền Hoành cũng tự vẫn bên mộ của ông. Lưu Bang biết tin ấy, trong lòng vừa kinh sợ vừa cảm khái. Ông cảm thấy các môn khách của Điền Hoành đều là những hiền sĩ hiếm có, liền phái sứ giả đến đảo chiêu an 500 tráng sĩ. 500 tráng sĩ sau khi biết tin Điền Hoành tự vẫn cũng lần lượt nhảy xuống biển tự sát. Hòn đảo này về sau được người dân gọi là đảo Điền Hoành. Trong sử ký, Tư Mã Thiên từng cảm khái về khí độ của Điền Hoành mà viết:
khí tiết của Điền Hoành thật cao, tân khách vì hâm mộ cái nghĩa của ông mà chết theo. Chẳng lẽ đó không phải bậc chí hiền sao? Cái chết khiến người ta sợ hãi, nhưng đánh mất khí tiết càng khiến người ta hổ thẹn và bị khinh thường hơn nhiều lần. Người có thể thà làm ngọc nát, không làm ngói lành đều được lịch sử nhắc tới với thái độ sùng kính vô vàn. Còn như những gian thần phản bội, bán nước cầu vinh thì trải qua hàng ngàn năm vẫn bị hậu nhân thoá mạ,